Chào anh em nhá. Hôm nay đi vào trong xã này để thực hiện hai cái việc. Thứ nhất là một thuê bao quạt kém tín hiệu là -28 và một thuê bao mất quang. Và cái điều bất ngờ dành cho anh em là hôm nay không có cái kìm cắt, không có kìm cắt này, không có kìm tuốt và không có dao cắt nữa anh em ạ. Hôm qua không biết lơ ngơ kiểu gì mà sáng nay đi đến một nửa đường rồi nhận ra là mình không có cầm cái đồ gì đi theo hết ạ. Không biết ngày hôm qua là mình đi nó có bị rụng rơi ở đâu hay không, hoặc là hôm qua mình có vứt ở nhà hay không. Thì bây giờ là trong túi to này không có cái... Và hôm nay sẽ phải chơi bo luôn anh em ạ. Chơi bo. Hôm nay thì có mang mỗi cái dao dọc giấy với lại kìm vuông thôi. Kìm vuông để... kìm vuông hôm trước là mua để làm cái gì nhỉ? Để vắt ốc thôi, chứ không có kìm cắt để làm. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ thì đã đi được một nửa đường rồi. Và quay lại thì nó cũng nó thành, biết nói sao nhở, bây giờ quay lại nó không giải quyết được cái gì nữa. Một nửa đường ở đây rất là xa anh em ạ, vào trong này thì nó rất là xa so với nó cách đâu đấy, cách trung tâm huyện 35 cây số đấy, mà bây giờ mình đi, mình sắp đến vào đấy, đến nhà khách hàng rồi, cho nên là bây giờ phải chơi phương án là tay bo thôi. Tay bo một cái kìm vuông và một cái dao dọc giấy để có thể xử lý hai cái thuê bao, một quạt kém này, một cái đứt quang, mất quang. À may hôm nay cũng có mang là máy đo nha, máy đo công suất quang ấy, chứ không phải máy đo điểm nước nha anh em nhá. Máy đo công suất quang. Tích hợp có cả bút xoay. Cho nên cũng không vấn đề gì lớn lắm cả. Anh em có thể sử dụng kỹ năng bật lửa như hôm trước review cho anh em xem. Cái thuê bao mất quang thì nó khó thôi, còn cái thuê bao quạt kém thì mình cũng có, cũng chỉ là mình đi kiểm tra lại cái đường dây hoặc là mình thay lại cái đầu phát connect. Video này thì dành cho những anh em nào mà có những cái thứ ba mà anh em mà kéo mạng lan ấy, kéo mạng lan từ điểm này sang điểm kia mà anh em không có đồ. Thật ra nhiều anh em không có đồ và anh em sẽ phải sử dụng đến cái việc mà không có kìm cắt, dao cắt và kìm tuốt. Anh em sẽ phải dùng hết toàn bộ bằng những cái vật liệu, công cụ mà mình có sẵn. Thì đây là một video dành cho anh em như vậy. Hôm qua cũng vào rồi nhưng hôm nay nó lại giao lại việc. Từ hôm qua không giao đi, hôm nay lại giao anh em ạ. Buồn ghê. Quạt kém. Kém dao, thích dao lúc nào thì dao. Ví dụ quạt kém thì mình nên làm một loạt luôn để mình kiểm tra một thể luôn. Chưa một hai hôm lại dao một cái, một hai hôm lại dao một cái, xong rồi lại mình cứ đi đi lại lại, rất tốn kém tiền xăng. Quan đường vào nhà khách hàng này nhá. Từ đây đến nhà khách hàng cách khoảng 3 km nữa thôi.
3 km là mình sẽ đến được cái chủ Grab. Mình sẽ ưu tiên xử lý cái thuê bao mà khách hàng báo mất khoang trước, xong mình sẽ xử lý cái quạt kém sau. Quạt kém nó sẽ xử lý nó cũng dễ hơn. Hôm nay lại không có một cái thứ gì anh em ạ. Đầu phát thì cũng không có này, dao cắt không có này, kìm cắt không có, kìm tuốt không có. Trời hôm nay lại mưa. Đấy. Mọi thứ nó đang cảm giác nó đang rất là khó khăn anh em ạ. Không biết chúng ta có thể xử lý được đến đâu. Nếu mà không xử lý được thì bắt buộc là phải chiều lại phải xử lý vào xử lý thôi anh em. Rất là gay cấn. Cái việc trước mắt là phải đi tìm một cái tủ cáp mà nó mà để mình lấy một hai cái đầu phát connect. Để mình dự phòng anh em ạ. Nếu mà nó bị gãy đầu phát hoặc là nó bị hỏng đầu phát thì anh em có cái để dùng. Đó. Mình sẽ chỉ lấy một cái thôi. Lấy tạm một cái trước mắt đã. Kia mà xử lý mà nó bị gãy đầu phát thì lại toang. Trước tiên thì chúng ta kiểm tra ngoài tủ hộp cáp xem nó, tình hình nó bị như nào anh em nhé. Vâng, bia nào bác.
nhà khách hàng có cắm điện hay không nữa. Đây là cái tủ mình chưa củng cố nhé ạ. Tủ này nó đang bị vướng hai cái dây cáp ống lỏng ở đây. Đợt trước là mình cũng triển khai có cáp ống lỏng ở đây, chạy cho bốn nhà góc mãi dưới kia, cách xa lắm anh em ạ. Nhưng mà đợt này là không có cho cái đợt này theo cái quy định thì là không được phép cho cái ống lỏng này vào và sẽ phải thực hiện kéo lại dây, nhưng mà chưa có thời gian để kéo lại. Được luôn này, thoa BT49. Phải trưởng. Rất may mắn này nhá. Cắm lại port khác là được. Không hiểu kiểu gì. Em có thấy rất là may mắn đối với những người tốt không anh em? Vào nhấc lại cái đầu phát đấy. Có tín hiệu luôn. Ảo, rất ảo luôn. Chị, em bên Viettel ấy, kiểm tra lại cái đường mạng giúp em với nhá. Được rồi đấy. Vâng. Đóng luôn anh em ạ. Ok rồi. Như vậy là đã xử lý xong một thuê bao mất quang. Không hiểu kiểu gì. Còn một cái thuê bao bật kém là ở trong này. Và mình sẽ đến tủ hộp cáp đã. BV
ra này nhá. Việt BB65. Những cái tủ như này làm rất kín nhưng mà mất quang luôn. Quá buồn. Mình sẽ dùng lại cái đầu phát vừa nãy lấy được anh em ạ. Đâu rồi nhỉ? Không biết là lúc nãy mình vứt ở cái đầu phát lúc nãy ở đâu cho một đoạn này tìm một mẹ này. đây nha, con này là vật mà quan trọng nhất đấy. Ví dụ như cái này mình vừa thay đầu phát mới anh em nhé, mà nó tín hiệu nó cao hơn cái tín hiệu đợt trước thì mình sẽ phải xử lý thằng này. Nếu mà nó bằng thì nó bị ở cái khu vực nhà khách hàng thôi. Thì chứng tỏ cái đầu phát này là vẫn còn ngon. Anh ơi,
Anh ơi. Vâng. Con này đụng trên em. Bìa suy hao cáp. Cảm ơn. Nó bị ở trong trong nhà nhá. Cái lúc đoạn hôm nay kéo kéo dây nghe vẻ nó nặng lắm. Chắc là bị buộc ở chỗ nào rồi. Nên là rất nhiều anh em đi ẩu dây là rất hay bị dính gây sự cố vật kém. Lúc nãy là do để dài dây quá thì là khách hàng buộc vào. Vâng. Anh đưa tí đi phát thôi à? Đưa cái cân này xuống lên tí á. Vâng, lấy phát thôi à, phải đi phát mình à? Vâng. Vâng. Anh đưa thì nó phát lên chơi. Đây nó bị ngay đây anh. Rồi, ngon rồi. Buộc lại cái đây. Có nhà nó bị cấp dây. Tín hiệu nó kém.
kế ở đây ạ. Vâng, đây ạ, em xin phép đi xa hơn ạ. Vâng, vâng, vâng. Vâng, ở đây ạ, em đây chạy đi xa bên này coi. Trơn đấy nhá mọi người, đường này xuống dốc nó rất trơn. Anh em lưu ý mà khi chúng ta sử dụng cắp quang nhé, thứ nhất là cái dây dợ chúng ta nên đi gọn. Những cái điểm mà thừa thì chúng ta nên thứ nhất là quấn tròn và để dự phòng khoảng độ tầm 5 đến 7 mét thôi. Chứ đây anh em để thừa dài quá, sau khách hàng người ta khi mà thay đổi ấy, người ta quấn bừa vào, cho nên dẫn đến cái tình trạng là bị gập dây. Gập dây là nó như kiểu vừa lúc nãy là gập dây 10 từ 10 17 à, lên 30 129. Cái điểm gấp lúc nãy là gấp đến 12 dB anh em ạ. Quá khủng khiếp luôn. Lúc nãy đã âm 29 mà bây giờ còn có âm 17, anh em phải nghĩ là nó suy hao nhiều như nào. Cái tín hiệu của quan trạm này nó rất là ngon anh ạ. Ở ngoài tủ nó khoảng độ tầm 17 và trong nhà nếu mà cái bao nó ngắn như vậy ấy, nên mình làm chuẩn nó cũng không gọi là không có suy hao gì cả. Mỗi cái đầu phát nó cho suy hao 0,01% à 0,01 dB đó, cho nên là nó không gọi là không suy hao lắm. Chỉ có khách hàng là khách hàng buộc cái dây thuê bao và làm gấp cái dây thuê bao là dẫn đến cái tình trạng bị suy hao nó cao như vậy. Đấy, và video thì tay không bắt giặc và bắt được thành công giặc anh em ạ. Giống như kiểu ngày xưa các cụ đi đánh giặc đấy, tay không bắt giặc luôn. Xử lý xong một thuê bao quạt kém này, từ âm 30 xuống âm 17, và một cái nhà mất quang có tín hiệu trở lại âm 24. Đó. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà đi xử lý cái thuê bao mà không có đồ đạc gì cả anh em ạ. Ui, lúc nãy quên là bấm lại cái đầu phát cho cái nhà bên kia rồi. Hy vọng cái thuê bao đấy là không hoạt động nữa. Thôi mình sẽ quay lại để bấm lại cái đầu phát, thì video xin kết thúc tại đây anh em nhé. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh em thấy video hay thì đăng ký giúp em một cái nút đăng ký. Nếu mà anh em thấy có cần bổ sung gì thêm cho công việc thì anh em comment ở bên dưới nhé. Rất sẵn lòng để chia sẻ với anh em.